47. Không được vào trong nữa chị ơi. Đây là nhà hàng Tăng Sơn Nhất anh chị ạ. Tăng Sơn Nhất, khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao của Sài Gòn. Mình thì đi không thể nào vào trong được khi mà không có lý do anh chị. Chính vì vậy thì đi bên ngoài thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng dạo quanh sân bay Tân Sơn Nhất nha chị ơi. Đây là nhà hàng Tân Sơn Nhất và tiếp theo chúng ta đi nhà thi đấu quân khu 7. Cái bãi đất này bây giờ họ tận dụng làm các cái sự kiện. Đây là con đường Hoàng Văn Thụ và trước mặt chúng ta ngày xưa chính là Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đây là nhà thi đấu quân khu 7. Đây là Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa khi xưa anh chị ạ. Bây giờ là Bộ Tổng Thư lệnh Quân khu 7. Con đường này chạy thẳng ra sau con đường Phổ Quang luôn anh chị ơi. Ok, đây là con đường Phạm Thúc Duyên. Phạm Thúc Duyên. Ok, đây là nhà thi đấu quân khu 7 nha anh chị. Nhà thi đấu quân khu 7. Trong này có bệnh viện Tâm Anh rất là lớn luôn. Ủa, lúc trước là nó là một cái bệnh viện mà không biết phải là bệnh viện Tâm Anh hay không. Nhưng mà bây giờ bệnh viện Tâm Anh họ sửa lại rất là mới. Không biết họ sửa lại hay là họ mới về đây. Chứ trước đây em nhớ đây là một cái bệnh viện mà không nhớ tên chính xác bệnh viện gì. Dẫu cho là có vào đây nhiều lần rồi. Bệnh viện Tâm Anh. Và trong đây nhớ là có một cái trường đại học nữa mà. Đại học Tài chính. Bệnh viện rất là lớn. Ok, đây là con đường Phổ Quang. Con đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình. Hôm nay là ngày Chủ nhật cho nên là chúng ta thấy đường xá khá là vắng vẻ. Đi lại rất là thoải mái. Và trước mặt chúng ta chính là nghĩa trang Bắc Việt. Có trước từ năm 1954.
đây là cổng của nghĩa trang Bắc Việt khi xưa nè anh chị ơi. Bây giờ mình ra chùa Phổ Quang đi ha. Chùa Phổ Quang là một ngôi chùa nằm trong nghĩa trang Bắc Việt khi xưa, và bây giờ thì họ đã tách ra rồi. Chùa Phổ Quang bây giờ họ xây 4 bức tường rào rồi. Chùa Phổ Quang thì xây dựng và trưng bày cũng rất là đơn giản. Đây, nghĩa trang Bắc Việt khi xưa là bên này anh chị nha, bên này. Và bên này có một cái cơ quan nào đó của bên Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà lâu rồi em cũng quên. Lần trước đi làm video thì có tìm hiểu, còn nhớ cái tên, mấy nay thì không tìm hiểu. Ok, đây là chùa Phổ Quang. Chùa Phổ Quang nha anh chị ơi. Ok, và khi Tết em có quay một video về chùa Phổ Quang rồi. Và nếu anh chị nào có nhu cầu xem lại thì comment để em gửi để em gửi video ha. Hồi Tết thì em có vào đây em quay cái cảnh mọi người đi vui xuân, đi chùa ngày Tết. Ok, từ chùa Phổ Quang chạy dài về phía này là nghĩa trang Bắc Việt khi xưa. Cũng có nguồn tin là từ năm 1954, nhưng mà cũng có thông tin là từ năm 1922 thì đã có nghĩa trang Bắc Việt này rồi. Thì bây giờ nghĩa trang Bắc Việt đây anh chị nè, bây giờ họ đã giải tỏa, đưa đi về Bình Dương và các khu khác. Bây giờ đây là một cái bãi xe của một cái trung tâm sát hạch dạy lái xe. Đây là cổng vào, cổng chính của nghĩa trang Bắc Việt khi xưa anh chị nè. Cổng chính nha, là cái cổng này nè. Bây giờ đây là trung tâm sát hạch lái xe, bảo dưỡng xe, rồi dạy lái xe. Một cái chung cư này có chắc đâu đó trên 10 năm rồi. Nghĩa trang Bắc Việt khi xưa nha anh chị ơi. Rồi, nghĩa trang Bắc Việt. Nghĩa trang Bắc Việt thì có bao nhiêu thôi, còn qua đây là hết rồi, không phải là nghĩa trang Bắc Việt nữa. Ngày xưa đây là phần đất của dân, chứ không phải là nghĩa trang anh chị ạ. Không phải đất của nghĩa trang nha. Ok, mời anh chị đi trên con đường Phổ Quang.
một bên là điện lực, một bên là doanh trại quân đội, và còn lại là các khu chung cư, các tòa nhà cao ốc. Ok, và bây giờ em sẽ ôm cua để đi vào các cái tòa nhà, các cái cao ốc văn phòng nha anh chị ơi. Các cái tòa nhà cao ốc văn phòng, các cái chung cư ở đây. À, đây là cổng sau của bộ tổng tham mưu anh chị nè. Một cái cổng trước phòng văn thủ nãy mình đi qua, chạy thẳng ra phía sau. Đó, hai cổng này thông với nhau luôn. Cổng trước cổng sau thông với nhau luôn đó anh chị, đâm thẳng từ trước đó ra sau đây luôn. Ok, mình vào đây là vào các cái tòa nhà. Đây là con đường, bên kia là con đường Phổ Quang, này là con đường gì quên hết ta. Để coi đây là con đường gì lâu rồi, con đường Hồng Hà anh chị nè. Đường Hồng Hà nha. Ok, chúng ta cùng vào phía trong này. Đây là khu biệt thự và khu chung cư trên con đường Hồng Hà và Phổ Quang. Đây là khu biệt thự đây. Khu biệt thự anh chị ha. Khu biệt thự chứ con đường Hồng Hà và đường Phổ Quang. Lúc trước thì Sài Gòn ở đây nè anh chị, ở đây bây giờ mình đọc lại sử sách họ ghi. Khu này khi xưa thì họ trồng lúa anh chị nè. Và mỗi chiều về người ta đốt cái rơm rạ anh chị, nó tạo thành các cái cột khói to và những đứa trẻ chăn trâu chăn bò ở đây, cái khu này anh chị. Khu này lúc đó là một cánh đồng giống như một cái vùng quê vậy đó, rồi những cái hồ nước, rồi khu chăn nuôi, rồi khu trồng trọt là khu này.
lối vào của các cái tòa nhà. Ở chung cư thì có các khu vui chơi của trẻ em. Đây là con đường Hồng Hà nha anh chị ơi. Trong đây là sân tennis. Rồi trung tâm sân tennis này. Câu lạc bộ tennis hàng không. À, xuống phía dưới kia mới là xuống đây thì chúng ta cũng sẽ gặp những cái tòa nhà chung cư. Trong đây có tới 6-7 lốc luôn đó chị ạ. Rất là nhiều lốc ở đây. Đi lộn rồi. Đi lộn rồi giờ sao ra ta? Thì cũng phải vô thôi chứ sao bây giờ vô mới ra được, cái đâu đi ngược ra được đâu. Qua lốc A3 mà đi lộn rồi anh cho em thẻ đi ra lại. Nãy quay đầu không được, bây giờ đi thẳng cái luôn. Ủa, quay đầu được, trên đó quay đầu ra còn dễ hơn vô trong này nữa. À nãy sợ, nãy thấy đường cái mũi tên. Ở ngoài đó thì cứ ra quay ngược đầu tới ngay cái chỗ cái đằng kia đó, đó có cái hẻm nhỏ đi ngược trở ra. À quay lên chạy lên được không? Ừ. Chứ bây giờ xuống đây đi ngược ra là khó hơn á. À. Giờ sao giờ sao? Muốn đi ngược ra em cho đi ngược ra luôn. Đợi xíu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ dạ rồi, cảm ơn. Dạ dạ. Vô ta cô để người ta nói. Dạ dạ dạ. Cái khu này là đi, đi vô đi ra lại được anh chị. Đây là trường phi công bay Việt. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ ra ngã năm chuồng chó anh chị nha. À không phải, ra ngay chỗ công viên gia đình đi. Ồ, cái mùa này ở đây cái lá nó rụng quá trời luôn, rất là đẹp. Ồ, hai hàng cây nó chỗ bông và gió thì nó rụng bông xuống, nhìn rất là đẹp anh chị ạ. Đây là công viên gia đình nha anh chị ơi. Ngày xưa công viên gia đình nó là một cái khu thống nhất, và sau này họ mở con đường đi xuyên qua công viên gia đình. Đây là con đường chúng ta đang đi, chính là con đường mở xuyên qua công viên gia đình khi xưa. Rồi, video của em chạy ra tới vòng xoay đây thì xin được kết thúc ha. Em xin nghỉ chút xíu nữa em sẽ quay tiếp cái khu, đó chính là khu vực xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Rồi, tới đây là con đường Nguyễn Kiệm, rồi công viên gia đình. Ok, mình đi một vòng xung quanh luôn anh chị ơi.